Sao nào tí mưa, sao này tí. Hôm qua nửa đêm em lên sóng đàn này, ba con cá này cho mọi người mà khách nhắn tin em cả đêm luôn. Sợ thật. Sau cuối cùng đến giờ này là khách cáo hết rồi, không còn một con nào. Thế mới thấy là nuôi Marinoi cá sinh sản thì vẫn là không bao giờ hết hot mọi người nhá. Mà những cái con như này thì bọn em bán giá cũng chỉ bằng giá chó con thôi. Quan trọng là nguồn gốc giấy tờ chuẩn và bảo hành sinh sản. Cho mọi người cứ mua những cái con kiểu là cái dạng chó thịt thì có mà đến lúc đẻ ra trông như lạc lô, không ai mua cho mọi người đâu. Bán rẻ thì tao không mua ấy mọi người nhá. Hôm qua có anh còn hỏi em chứ, cái này là chó thải loại của nhà chị à? Thì em trả lời luôn là đây là cái tơ mọi người nhá. Có một con là đẻ một lứa thôi. Với cả 100 bố Yuba này, bố Cano Yuba này, bố Monster Ipo 2 này, bố Atom. Mà mọi người biết con Atom này nó không có giải đâu, nhưng nó nhập nhập Tây Ban Nha nhá. Con Atom nó 46-47 cân. Nó là một trong những con mà đỏ đen to nhất đấy nhá. Sau nếu mà như bây giờ là Nero mà nuôi béo thì là nó bé hơn Nero, cả bé hơn Nitro cho mọi người nhá. Atom nó thuộc cái hàng khủng ở Việt Nam nếu mà nói về đỏ đen mọi người nhá. Với cả mọi người thấy là em bán chó thải loại mà em còn đi bảo hành sinh sản thì có mà chết bọn em. Nên là các anh chị mà mua bán rẻ quá mọi người đã đặt cái câu nghi ngờ đúng không? Em nói thẳng luôn là này này. Thôi thì cũng toàn bà con cảnh nuôi sinh sản đấy, cũng là kiếm tiền trên con chó thôi, thì bọn em mới bán những cái giá rẻ hợp lý cho mọi người để mà mọi người phát triển kinh tế thêm, cả kết hợp với bọn em nhé. Còn chuyện bình thường mà những cái con này thì em nói luôn mọi người là nếu mà ai mà thông thạo về chó và hiểu về chó ấy, thì biết là con Monster này, con Calo, con của Atom, cái bọn này là toàn được khoảng hơn 2 tuổi rồi. Thì mọi người biết cách đây 2 năm ấy, con của Calo mọi người mua ấy thì không ngờ có cái giá dưới 15 triệu một con chó 2 tháng đâu mọi người nhé. Ba con này mà lúc mà 10 tháng, lúc mà nó 2 tháng ấy, ông anh em, ông Huy Minh chơi với em thì toàn bảo con rẻ nhất ở đây là 15 triệu mọi người nhá. Còn có những con 18 triệu bởi vì là con Monster này còn phải ship từ trong miền Nam ra cơ. Đấy. Tại vì như các lô thì là phối giống đã là 15 triệu rồi. Đấy. Một lần phối giống của các lô 15 triệu thì mọi người biết là con chó con không có giá rẻ đâu, mà bây giờ mọi người mua một con chó nó to như thế này thì còn rẻ gấp 3 bằng 1/3 một con chó con ngày xưa. Đây hai con cái nhỏ hơn thì là cái tơ mọi người nhá, còn con dài nhất này là con của các lô đã sinh sản một lứa này, bài sinh sản bài từ A đến Z cho mọi người luôn. Còn bên này thì là đàn bố mẹ nhập nhá, bố nhập xếp mẹ nhập Pháp nên là khu vọng cũng cực kỳ là to luôn, mà cũng cực kỳ lanh và ham đồ ạ. Bọn em đang dán hỗ trợ lên tai cho nó nhanh lên tai. Còn các anh chị để bình thường thì nó cũng sẽ tự lên thôi, nhưng mà dán thì nó sẽ nhanh hơn mọi người nhé. Đây, em cũng đang quay video một bạn cho khách. Cái hạt nó cái hạt xịn cậu à, triệu mấy một bao cho làm ở đâu cái hạt xịn.